nhìn thấy Dương Tử dự đoán chính xác đội vô địch giải mít Thế giới mới hiểu được vận may kỳ lạ của anh ấy đến mức nào đúng rồi tôi là Dương Tử là đại sứ truyền thông của Miss dự đoán của tôi không được mọi người đánh giá cao đặc biệt là khi tôi dự đoán và trời vẫn còn lạnh đội bóng chưa từng vô địch suốt 63 năm, bàn dòng chiến thắng này đến từ phương đông khiến cả trong và ngoài nước trấn và vọc. đây không phải lần đầu tiên Dương thể Tử. hiện vận may coi của mình mọi người phải vẫn biết rằng may của cô ấy thật sự không phải ngẫu nhiên Dương Tử hợp tác với diễn viên Tần Tuấn Kiệt trong bộ phim The Dragon Ball một sản phẩm có chi phí thấp nhưng đã làm bùng nổ toàn bộ đoàn phim. Năm 2018 với phim Hương lần đầu tiên đóng phim cổ Xương. trang và đã giúp La Vân Hy từ diễn viên tuyến 3 trở thành ngôi sao nổi tiếng. Sau đó, La Vân Hy nhận rất nhiều vai diễn. Năm 2019, với phim Dương Cảm tử giúp mật. Lý Hiện nổi tiếng và trở thành ngôi sao hạng Anh. Số người hâm mộ của Lý Hiện tăng lên hàng hiện triệu. Hiện nay hai người còn hợp tác trong bộ phim truyền hình mới Quốc sắc Phương Bình Hoa. Bình thường một cái giao taxi có thể gây ra không ít cảm giác. Sau này, chúng Tử còn hợp tác với Tiêu Chiến gây tranh cãi lúc đó, không ngờ trực tiếp để Chiến Ca ngồi vững trên đỉnh lưu ngai vàng. Liên tục nhiều năm trúng tuyển và sự phát sóng của hiện tượng và vở kịch búp bê cổ xưa sâu tử một hãy để bốn người đàn ông trong vở kịch đều bay lên trở thành dòng chảy hàng đầu phải biết vở kịch này là chứng nhận chính thức duy nhất trong 23 năm hiện tượng mùa hè và sự bùng nổ của búp bê hơn cổ nữa đã. là tổng danh hiệu trưởng đầy đủ dương tử vai chính và người phát ngôn mang theo phim truyền hình và quảng cáo để giành chiến thắng một thời gian trước dương tử và phạm thành thành hợp tác và yêu lâu dài có tới 56 thương hiệu hợp tác khả năng hút tiền mạnh mẽ này ai xem không bị sốc phát sóng bộ phim truyền hình mới trần hoa hai năm này nhanh chóng biến mất khỏi vòng tròn hứa củng có vị trí đứng đầu của mình cũng không trách ông chủ của mình luôn thuyết phục hứa cai và dương tử hợp tác cho nên tôi nói với tử khải có cơ hội hợp tác với dương tử sẽ tìm ra tia lửa thực sự khác nhau con cái nhỏ bên cạnh dễ dàng bày tỏ tình yêu ngoài cơ thể cb mạnh mẽ khả năng giao hàng của chị em cũng là trực tiếp làm cho nhà tài trợ kiếm được đầy đủ tiền áo khoác màu đỏ mặc trong đen xuân trang web chính thức bán hơn hai mươi nhưng nghìn. nhanh chóng bị cướp sạch Buổi sáng máu đỏ cao xa xỉ Valentino chính thức thông hơn báo hơn 10.000 túi sách, hơn 40.000 áo khoác. Nói khát. hết hàng thì hết hàng. Chị ơi, khả năng vận chuyển hàng hóa này thật Dương đáng sợ. Dương Tử tham gia váy cưới tham dự một sự kiện. Người dẫn chương trình bảo anh ta rút số may mắn. Không ngờ chị em lại chúng. Người dẫn chương trình bên cạnh bà chủ đều sừng sốt. Số sau A u so với A u. A u là bạn nào? Ồ, ông chủ của chúng tôi giống nhau. Thật sự, tôi không phải là Tâu Tâu. Tôi thực sự không biết, ha. Thật sự không biết chị em còn dễ thương liên tục giải thích mình không phải là tô tô nên nói hay không thật sự quá bất ngờ điều tuyệt vời hơn là một hoạt động trao đổi quà tặng trên Weibo. chị em còn may mắn hơn cây che tím do giáo viên trương sông quân tự làm là do giáo viên sáng tác trương tự tay làm ôi dương tử hút được rồi thật là trùng hợp cây che kia của tôi đâu đó là do tôi tự làm bằng tay sự thăng tiến liên tục của các đại biểu từ khí đông lai cái này dương tử nói vậy ý nghĩa của tôi đối với anh ta quá tốt ngay cả giáo viên trương tùng văn cũng ngạc nhiên trước sự may mắn của chị ngay em ngay cả mình khi tham gia các chương trình khác đều phải đề nghị chuyện này cuối cùng ai chúng bạn biết tình cờ đến mức nào ai vậy hơn nữa những gì tôi viết ở trên là chúc bạn sức khỏe và đầy đủ tăng liên tục trời ơi dương tử rút được quá trung hợp dương tử hút được từ trúc cái đó ngụ ý từ khí đông lai món quà thăng tiến giống như cuộc đời của dương tử tăng liên tục thực hiện mong muốn của bạn từng bước từ khí đông lai chúc chị em may mắn có thể luôn dẫn anh ta đến một sân khấu lớn hơn nhìn thấy dương tử do thẻ hình người đặng di lên khoảnh khắc đó mới hiểu sự nổi tiếng tốt của anh ấy đều là đồ trái tim lấy trái tim cái này cái này không phải là đồ vật là đun mê của chúng ta sinh ra hôm nay anh ấy quay phim có đến chúng không? tôi đã đưa anh ta lên kỷ lục đầu tiên của server vơ bơ lăng đặng không thể đến hiện trường vì công việc chị em đang ở phía trước cầm tấm bằng hình người của anh ấy lên đi ngay cả khi người dẫn chương trình hỏi đây là cái gì phản bác ngay lập tức nói thẳng ra anh ta là đặng chị đồ sơn của chúng không chỉ ta. nói tên nhân vật trong vở kịch còn nói tên người ngoài vở kịch dương tử thật sự đang chăm chủ đối xử với mọi người xung quanh diễn viên vương hồng nghị bởi vì cả phê thơm khí nhỏ đến nỗi ăn lai đều đang bán hàng. sâu Vân mơ lăng chỉ có ba người đàn ông nhưng chị em những lúc nào cũng nhấn mạnh là bốn người đàn ông chỉ là rất có cảm xúc đó bạn biết không tôi nói ba cái không có một cái sao ha 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 cứ được là bốn cái cho dù là mọi người cùng nhau nói chuyện cười khi thương lượng khách bay dương tử thốt ra cũng là bốn vị ngược lại tất cả đều có thể mời bốn người của sau Mời đầy mơ đủ lăng. xem họ có đến không đoàn làm phim sâu Vân mơ lăng cùng đi nhé phát hiện vương hồng nghị lặng lẽ xếp mình ở phía sau điều đầu tiên chị em muốn là đổi chỗ cho anh ấy bên ngoài là để vương hồng nghị tham gia trò chơi nhiều hơn trên thực tế là để anh ta có thể chụp nhiều hơn cuối cùng chơi nếu không cuối cùng bạn có thể không lên được chính là các ngươi đều không chơi được tại cuộc họp chia tay sâu và bờ lăng dương tử nắm tay mọi người cho nhân vật lời tạm biệt trang nghiêm nhất cho chương trình chị em chân thành và tốt bụng như vậy thật sự điên rồ khiến người ta cảm động mặc dù là đồng tâm ra mắt nhưng chị em đi trên đường đi có thể nói là khó khăn không ngừng có lẽ là mưa qua mưa nên luôn muốn cầm dù cho người khác khi quay phim dưới nước với trương nhược nam dương tử cho dù bản thân cũng lạnh đến run rẩy cũng không quên chăm sóc trương nhược nam bên cạnh giáo viên dương tử đâu cũng là bởi vì cảm thấy tôi đang run rẩy lạnh lẽo sau đó hắn cũng bởi vì hắn cũng rất lạnh bởi vì trong tình huống đó anh ấy vẫn có thể đến và ôm tôi tôi cảm thấy như mình sẽ là người hâm mộ ngay lập tức hành động vô thức mới là bộc lộ nhân phẩm nhất khi cảnh cây sắc cạo mặt điều đầu tiên dương tử nghĩ đến là giúp đỡ lẫn nhau và giáo viên Dương Tử cũng chân thành đối xử với người hâm mộ, dùng sức mạnh để trả lại tình yêu của người hâm mộ. Cố gắng mộ. đánh bóng từng tác phẩm, bị khen khóc kịch rất tốt, chị em cũng không bao giờ kiêu ngạo. Hắn ngược lại nói là bởi vì nhà biên kịch viết tốt, đạo diễn chụp tốt lắm, sẽ xử lý mọi cảnh 100%, cung cấp cho khán giả cái nhìn tốt giống như mỗi cảnh tương tự. Tôi đã cố gắng 100%. Không chỉ là khóc. Ngay cả sau một vở kịch, tôi rất muốn anh ấy diễn tốt. Khi chụp ảnh Trần Hoan Ký, Dương Tử cho dù là sau khi bị một cái tát mạnh, nhưng để không để những người xung quanh có gánh nặng tâm lý, anh ấy sẽ nói đua, cái tác cuối cùng không thể xuyên qua được nó kích thích tôi người hâm mộ 20 năm tặng cốc giữ nhiệt của Dương Tử 3 năm sau tôi thấy anh ta vẫn đang sử dụng nó tại sự kiện con kiếm. gái của người hâm mộ dùng cùng loại bình giữ Đà nhiệt đã bị sử dụng hết rồi nhưng là cái tặng cho Dương Tử mặc dù có thể nhìn thấy dấu vết hao mòn nhưng vẫn được hắn bảo vệ rất tốt và một người chị chân thành và ấm áp như vậy có thể đạt được sự nổi tiếng tốt như vậy đều là hắn xứng đáng nhìn thấy Dương Tử làm người cầm đuốc Olympic Paris thanh toàn màn hình không chuyển tiếp mới hiểu được mẹ Trung ương nghiêm khắc chọn thực hắn. lực đáng sợ như thế nào kể từ khi Dương Tử Quan công Mọi bố nước Olympic và gì như phương tiện truyền thông chính thức xuất hiện trên màn hình tìm kiếm nóng để số lượt thích nhiều đến mức không thể đếm được để xem ảnh hưởng của chị em ngày nay khủng khiếp như thế nào trên thực tế trước đó chăn nàng lai đã chứng dương tử nhận. là một trong 10 nhân vật có ảnh hưởng nhất trung quốc sau những năm 90. không chỉ là tòa án nhân dân tối cao diễn viên duy nhất quan tâm là người duy nhất nữ diễn viên sau những năm 90 của Gala. Lại hội hồ xuân, xuân lần thứ sáu hay là bởi vì dương tử đang chụp ảnh màu sắc quốc gia không có lịch trình một thân thể như vậy hơn một chục ngôi sao nữ được quốc gia xác nhận khi còn là đại sứ phòng cháy chữa cháy đã được kiểm tra sạch sẽ chính vì thế vì tí tôi nóng lòng muốn coi anh ấy là con gái của tôi sùng dương tử vi toàn bộ màu xanh năm ra ngoài xảy ra tìm màu kiếm đen. nóng để gửi tập thể dây thay đổi phổ biến pháp lý và tuyên truyền chữ cháy ngay cả dương tử cũng có một lần sinh nhật tất cả đều có 34 ngôi sao 10 thương hiệu 26 cái màu xanh năm bảy tặng phúc lành mỗi lần dương tử quảng cáo tác phẩm bên dưới khu vực bình luận đều là bình luận của quan mỹ chỉ hỏi cách xử lý này đặt bên trong cá còn ai có thể so sánh phần nữa dương tử vẫn là người duy nhất sau 90 mươi diễn viên nhận được ba lần O queen bạn muốn biết tất cả các hình ảnh mắt tất mẻ tất cả trên đều Obo là cư dân đây. mạng một phiếu một phiếu trong Ném thời gian ra, quy mặc dù triệu lệ dĩ lơ từng giành được danh hiệu ảnh mát mẻ trên Weibo nhưng họ cũng chỉ có một lần trong danh sách ngay cả trong nữ hoàng giao thông hàng đầu Minyang chỉ có hai lần trong danh sách Dương Tử mới 31 tuổi nhưng ba lần bị cư dân mạng bình chọn là người chiến thắng obo lúc đó ban tổ chức đối xử tối cao với Dương Từng Tử tương tác trong và ngoài sân khấu thái độ của các đồng nghiệp trong ngành đối với anh ta đủ để nói rõ địa vị của chị em tốt như thế nào mà thực lực của Dương Tử cũng không cần nói nhiều luôn được công nhận là nữ hoàng kháng chiến lấy Silver lăng từ đám cháy trước đó làm ví dụ nhưng được sáu công chúa chứng nhận là kỳ nghỉ hè phim truyền hình đầu tiên đánh giá của ngành về anh ấy cũng rất nổi tiếng Silver lăng xem đi đó là chúng ta thực sự sẽ thấy nói ngoại trừ việc nó được công nhận rộng rãi khả năng kháng cự của Dương Tử được công nhận ngay từ khi Trần hoàn Kế chưa bắt đầu like chi, mẹ tôi đã gọi điên cuồng cho anh ấy nhiều lần thậm chí trực tiếp mời Dương Tử tham gia quảng bá phim truyền hình CCTV năm 2024. Tôi sẽ thông qua nỗ lực của chính mình để gia đình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy cũng chúc mọi người thịnh vượng. Nâng cấp từng bước. Khi Trần Hoàn tiếp tục đóng cửa, không chỉ có nhiều phương tiện truyền hình Trung ương, ương cũng thiết. là vở kịch do mỗi chị em sẽ, sẽ không buông tha. Nói Dương Tử là con gái của mẹ Trung ương cũng không quá đáng. Và lý do tại sao cô ấy có thể được công chúng yêu thích, có ảnh hưởng cao như vậy, ngoài những tác phẩm xuất sắc, càng không thể rời bỏ nhân vật xuất sắc. Tác phẩm mới của Gia Linh nóng bỏng. Dương Tử chỉ là bạn diễn trong vở kịch doanh thu phòng vé của bộ phim này dù cao hay sẽ thân, không có một xu nào ghi vào bảng điểm của anh ta nhưng dù vậy dương tử vẫn không tiếc công sức và đội ngũ tuyên truyền sức mạnh của dương tử luôn được ngành công nghiệp công nhận được đồng nghiệp công nhận được công nhận bởi khán giả dương tử luôn dựa vào tác phẩm và nhân vật để nói chuyện còn ai không thích